Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món gà rán phô mai. Và để làm cái món này thì mình chuẩn bị đây là 2 miếng ức gà. Và 2 miếng ức gà này nặng 380g. Và đây là phô mai mozzarella. Ở đây mình tìm mua dạng phô mai dạng thỏi không có, cho nên là mình sử dụng phô mai que luôn. Mình sẽ dùng khoảng 4 que. Bạn nào thích ăn phô mai nhiều thì mình cho vô nhiều hơn nha. Và hạt nêm thì mình sẽ dùng nửa muỗng cà phê, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê đường và một ít tiêu xay. Sữa tươi không đường thì mình dùng 150ml. Và đây là bột chiên giòn, mình dùng 50g. Và 50g bột chiên xù, một quả trứng gà. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Rồi đầu tiên thì mình sẽ cho ức gà ra ngoài một cái tô. Tiếp theo là mình sẽ cho phần sữa tươi không đường vô. Mình sẽ ướp trong vòng 1 tiếng. Ức gà sau khi mà mình đã ướp với sữa xong rồi, mình sẽ vớt ra và mình để cho thật là ráo sữa. Mình sẽ trải một lớp bọc thực phẩm lên cái thớt. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho miếng gà lên. Rồi mình đậy lên một lớp bọc thực phẩm nữa. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng cái búa để mình đập phần thịt để cho nó dẹp ra. Mình đập như vậy để cho cái phần thịt của mình nó bự ra hơn và nó mềm hơn. Sau khi mà mình đã nạp cho thịt gà dẹp ra rồi, mình sẽ bào phô mai lên. Các bạn có thể bào hoặc là mình sắt cũng được. Mai que cho nên là mình bào nó hơi khó bào hơn là mình cầm nguyên một thỏi mà mình bào. Rồi tiếp theo là mình sẽ lấy cái miếng gà này các bạn, mình úp vào luôn. Mình sẽ là cầm luôn cái bọc thực phẩm nè. Bạn cũng có thể dùng dao để mình cắt cho nó thành cái hình vuông như thế này, thì mình chiên ra nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn không thì các bạn có thể để bình thường luôn cũng được. Mình lấy bọc thực phẩm mình bọc lại, các bạn bọc kính lại rồi mình cho vô trong ngăn đá tủ lạnh. Mình để khoảng 1 tiếng. Rồi tương tự mình sẽ làm với cái miếng gà còn lại nha. Rồi mình đã cho 2 cái miếng gà lên trên cái dĩa rồi. Đó mình sẽ dùng bọc thực phẩm bọc kính lại để cho tủ lạnh của mình nó không có bị hôi á các bạn. Sau đó mình sẽ đem để trong ngăn đá. Bây giờ cũng được 1 tiếng rồi, bây giờ mình sẽ lấy thịt gà ra. Bây giờ mình sẽ cho hạt nêm, đường, bột ngọt và tiêu vô trong phần bột chiên giòn. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Rồi sau đó mình sẽ đập vô một quả trứng. Rồi mình đánh đều lên. Sau đó mình sẽ cho vô một ít nước. Mình khuấy đều cho đến khi nào thấy cái phần bột của mình nó hơi sệt là được. Để cho cái lớp bột của mình nó dày hơn thì mình chuẩn bị thêm một ít bột khô nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhúng qua một lớp bột nè. Để cho cái phần gà của mình nó hơi cứng lại nha. Nếu mà các bạn để một tí mà các bạn thấy nó vẫn chưa cứng thì các bạn để thêm khoảng nửa tiếng nữa. Và mình nhúng qua một lớp bột khô. Nhúng đều hai mặt luôn. Nhúng lại một lớp bột nữa. Vậy thì cái phần bột của mình nó sẽ dày hơn. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho qua lớp bột chiên xù. Mình lấy một lớp bột chiên xù này các bạn, mình phủ lên. Rồi sau đó thì mình sẽ đem đi chiên. Bếp một cái chảo dầu nóng rồi, bây giờ mình sẽ cho gà vô mình chiên thôi. Và lúc chiên thì mình sẽ chiên với lửa vừa thôi nha các bạn, không cần phải lớn quá nhé, để cho cái phần thịt gà của mình nó chín á. Và mình sẽ chiên cho đến khi nào phần thịt gà của mình nó chín vàng đều hết là được. Mình đợi cho cái mặt dưới nó hơi vàng rồi sau đó mình sẽ trở mặt. Chiên vàng rồi nè các bạn, bây giờ mình sẽ lấy ra mình để vô miếng giấy thấm dầu. Bây giờ mình sẽ chiên với cái phần gà còn lại. À, như vậy là mình đã chiên xong 2 miếng gà đó các bạn. Wow, rất là thơm luôn á. Và cái món gà này thì mình sẽ ăn với tương ớt nè các bạn. Ở đây mình có tương ớt xanh và tương ớt đỏ nè. Wow, thơm quá. Wow, nóng quá các bạn ơi. Nhưng mà mình ăn lúc nóng thì nè, phô mai nó chảy ra mình ăn nó mới ngon. Chứ mà nguội rồi thì phô mai của mình nó bị khô lại á, kéo nó không còn sợi nữa.
Nào, tương ớt và mayonnaise lên cái miếng gà này nè các bạn. Nhìn cho nó đẹp á. Còn cái miếng gà này thì mình sẽ bẻ ra cho các bạn cùng xem nhé. Mình mới vừa cắt một đường như thế này nè các bạn. Cắt một đường để mình bẻ ra cho dễ á. Wow, nóng quá. Các bạn nhìn phô mai nè, nó chảy ra đó quá. Nóng quá các bạn ơi, trời ơi nóng. Wow. Mình ăn miếng này đi. Mình rất là to luôn, các bạn chắc mình phải cắt nó ra thành những cái miếng nhỏ. À, mình sẽ xịt vô thêm một ít mayonnaise nữa nha các bạn, xịt vô cái chén á. Rồi bây giờ thì mình ăn thử thôi. Mình sẽ ăn miếng này. Wow, phô mai nè tan chảy, các bạn nhìn nè, mình kéo sợi nè, quá. Chấm như một miếng tương ớt. Gà rất là thơm luôn á. Thịt gà thì mềm nè. Còn cái lớp bột xù ở bên ngoài các bạn, ăn rất là giòn luôn. Chấm với tương ớt cay cay nữa. Có mayonnaise đó các bạn, mình ăn nó hơi béo béo. Ngon ghê luôn chứ. Đây cái lớp bột xù ở bên ngoài này các bạn. Đây các bạn nhìn là rất là giòn luôn nha. Chấm như một miếng tương nè. Rất là giòn các bạn ơi. Và lại thơm nữa. Tại vì mình có bỏ tiêu xay vô nè. Thì mình có cho thêm các gia vị nữa. Có phô mai vô mình ăn nó béo béo nè. Thường thì mình chỉ ăn đùi gà rán nè, hoặc là cánh gà rán thôi. Còn hôm nay thì mình ăn thịt gà rán mà có thêm phô mai nữa các bạn. Có thêm phô mai thì cái vị nó thơm hơn nè. Mình ăn nó kéo sợi rất là ngon và vị rất là béo nữa. Đây là cái lớp bên ngoài đó các bạn, mình rất là thích lớp bên ngoài. Cực kỳ giòn luôn. Đây cái cách chiên gà rán của mình nè, rất là dễ dàng và rất là đơn giản nữa. Gà mềm và lại thơm nữa các bạn. Tại vì mình có ớt với sữa đó, cho nên là thịt gà khi mình ăn thì nó không có bị tanh nha. Bạn nào thích ăn phô mai nhiều thì các bạn cứ cho nhiều phô mai vô. Nhưng mà đừng cho nhiều quá nha các bạn. Nhiều quá thì khi mà mình đắp miếng thịt gà lại á, mà nó không có lấp hết phô mai, thì khi mà mình chiên á thì phô mai nó bị chảy ra đó. Nếu mà các bạn ăn gà rán ở bên ngoài á, thì rất là mắc nha các bạn. Một miếng to gì khoảng 50 ngàn luôn á. Nhưng mà mình làm ở nhà đó thì rất là rẻ nha các bạn. Rẻ mà mình được ăn rất là nhiều luôn nè. Hai miếng này là một mình ăn không có nổi đâu nha các bạn. Tại vì rất là nhiều. Thì thích nhất là ăn cái lớp bột xù ở bên ngoài nè. Giòn cực kỳ luôn. Mình ăn bóc luôn rồi các bạn ơi. Ăn bóc đi cho nó ngon. Các bạn ơi, video làm món gà rán phô mai của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Nếu các bạn mà có yêu thích cái món gà rán phô mai của mình á, thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!